Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Review Tool ha. Thì trên màn hình các bạn đang thấy là mình đang chơi game siêu nhân trái cây nha, Super Fruit nha. Chúng ta phải theo những hướng dẫn ban đầu ha của game. Bây giờ di chuyển đường này. Bạn muốn gọi đồng đội thì nhấn vào những cái ô này đây nha. Rồi đây là những skill của trong game nha các bạn nha. Chưa rất đẹp mắt nha các bạn. Bắn một cái là win rồi. Game cực kỳ dễ chơi ha. Căn cứ anh hùng nâng cấp. Căn cứ nâng cấp. Ok, mình đang ở màn 2 của game nha. Skill rất lợi hại nha các bạn nha. Nó còn nó bay mình phải chờ hồi skill thôi. Đánh cái rồi nó. Thì ở bên góc phải màn hình là chúng ta tiêu diệt bao nhiêu con quái hiện ra đây nha. Nên màn này chúng ta cần phải tiêu diệt 28 con nha các bạn nha. Bật thiên lên ha. Bật skill nè. Còn con win nè các bạn ha. Ok, vì mình đã vượt qua màn 2 thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tên game ở trên sát play cho các bạn nha. Đây, Super Hero Fruit Robot nha. Game có hơn 1 triệu lượt tải xuống nha các bạn. Ok, thì cái phần chia sẻ ứng dụng game mini Super Hero Fruit Robot trên smartphone Android của mình tới đây kết thúc. Thì rất mong được các bạn quan tâm ủng hộ kênh ha. Nếu cảm thấy hay nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình.